Mang Đường Sơn rất vui mừng, ban thường vụ đảng ủy rồi lãnh đạo công ty rất vui mừng được cái sự quan tâm của lãnh đạo tổng công ty, ban thường vụ công đoàn tổng công ty cũng như xi măng Hải Vân, ban lãnh đạo công ty xi măng Hải Vân để cho ba đơn vị giao lưu thế này để mà kết nối. Đây là một cái bước đầu kết nối khởi nguồn cho cái hoạt động của công đoàn của tổng công ty để cho các ban nữ công là chúng ta giao lưu học tập kinh nghiệm với nhau, thay mặt cho ban thường vụ đảng ủy rồi là ban thường vụ công đoàn công ty rất là cảm ơn lãnh đạo hai công ty rồi là công đoàn hai công ty, hai đơn vị đã quan tâm tạo điều kiện để cho chị em có được buổi ngày hôm nay.